kéo. À, cái đó nó kéo bên đây hay gì, của cô kéo gọi hay gì mà kéo gọi vậy à. Cái này rồi máy rồi quay xuống đất. Thank you.
nghịch nắng cho nên nó hơi tối. Cá phải mình mặt trời dội cái này, phải mình đứng trên đó quay xuống chính xác. Chỉ như vậy mình cho ánh sáng vô là làm liếu ấy ngồi chung đầu tới mẹ. Còn miếng này mình còn cắt nữa không ta? Còn mình làm tiếp, mình làm cắt thì bạn cống ấy hai mấy công cắt ba khuôn này sao được ha, ba mấy hai mấy công đủ mười mấy công rồi về bảy công về xuống chắc đủ rồi ạ. Nhưng nó nguyên xanh là phát được, nhưng nó còn hơi xanh chá nắng. Dẻo ghê thiệt chứ, không bị dẻo nãy giờ rồi mất tiêu rồi. Mấy ông cũng ở trong cây dừa luôn hay gì? Bằng nào á? Vậy đó hả? Nha Si hả? Biết biết ông Phong sẽ chỗ cây dừa rất lạ không? Không biết ông Phong hả? Ông anh tôi thứ ba rồi thứ tư còn nước không vậy? Còn không vậy?